tôi chứ. Làm lại nào. 1, 2, 3. Yeah, mình mở mắt phải được rồi. À, mà khoan đã. Các cụ bảo phải bước chân trái đầu tiên mới may mắn. Ơ, nhưng mà chân phải mới đúng chứ nhỉ. Giật cả mình. Mày đang làm siết đây à? Đỡ. Đỡ em vậy. Ôi dồi ôi, nặng thế. À, ê, cái lưng của tôi. Mày, mày định để anh làm hết việc nhà đấy à? Tất nhiên rồi. Bàn tay này chỉ để chơi thôi. Chỉ để chơi thôi. Mình có nghe nhầm không ấy nhỉ? Hơi lỗi kỹ thuật tí. Đứng im đó. Đứng lại không thì bảo. Mày ăn gì mà chạy nhanh thế hả? Để anh bắt được em đấy. Được, đợi đây. Này, cầm lấy. À, tay mày rất phù hợp để làm việc này đấy. Gì vậy? Em bận lắm, anh đi ra ngoài đi. Anh làm đi, khi nào em thi xong thì em trả nợ nhé. Rồi ạ. Tức thế cơ chứ. Em phải chẳng un. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là học bài thôi. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích, dù béo không âu lo. Thơm ghê, thơm ghê. Mình đúng là xứng đáng có nhiều người yêu mà. Đúng là đồ thính thần quân. Này. À, đưa em. Nhìn là thấy ghét. Ha ha, đáng đợi chưa? Không thèm chấp. À, ủa gì vậy? Sao mà giành được với anh chứ? Cổ này, cổ này. Thì biết, nhưng mà tao thích, được không? Nó định làm gì vậy? Anh! Mày định làm gì anh đây? Anh Tú yêu quý, anh Tú đẹp trai. Anh Tú nấu sôi đổ cho em ăn nha. Bỏ cái tay ra. Lên trên kia, đi ngủ và nằm mơ nhé. Tối hôm đó. Đói quá đi mất thôi. Đói thế này làm sao mà sống nổi. Có ai cứu giúp tâm hồn sắp chết đói này không? Tiếng gì mà ồn ào thế nhỉ? Chẳng nhẽ có mà. Đói sắp chết rồi. Bỏ ra. Quỳnh à, mày. Anh Tú, em đói ốm luôn rồi nè. Anh không thương em à? Mày làm anh hết cả hồn. Anh, em đói lắm không chịu được. Thôi được rồi, vì anh là người có tấm lòng nhân ái và bao dung nên là triển thôi. Thơm chưa, thơm chưa? Ê, khoan đã. Anh là anh thương em lắm nên mới chịu như vậy đấy. Nhưng mà trong này toàn trứng với lạc, toàn là món em kiêng thôi. Thế nó mới buồn ấy chứ. Này, thơm lắm luôn ấy. Ăn đi, ngon lắm, không ăn tiếc. Ok, ăn đi. Không. Ăn đi. Không ăn à? Không ăn thì anh ăn hết vậy. Thơm như này mà không ăn á? Không ăn thì anh ăn. Phải công nhận là ngon lắm luôn ấy. Nhìn cũng ngon thật. Thôi, chắc một chút không sao đâu. Đưa đây cho em. Ôi giời ơi, ngon quá. Xem còn kiêng được nữa không.
sao lại trùng hợp thế nhỉ? Thôi, thỉnh thoảng phải được điểm thấp để tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc một tí chứ. Em có đồ sổ cho anh đâu, về mà mẹ đánh thì anh phải chịu trách nhiệm đó. Ôi trời ơi, mệt quá. Đây, đây mới là bài kiểm tra của bà nè. Vừa nãy cô trả nhầm đó. Hả? Thật à? Ơ, anh ơi, em được 9 điểm cơ. Yeah. Mặt trời quay lên, 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 bay lên, mặt trời quay lên. Anh Tú, nhân dịp em được điểm cao, anh làm bánh tráng cuốn cho em ăn đi. Ồ, 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 liên quan không? Em sẽ làm hết việc nhà cho anh luôn, ok? Vậy thì chuyển thôi, tất cả về nhà nào. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay đầu bếp Tú Bảnh sẽ mang đến cho các bạn một món, đó chính là món bánh tráng cuốn. Yeah, bánh tráng cuốn, bánh tráng cuốn, bánh tráng cuốn. Còn bây giờ là nguyên liệu để làm món bánh tráng cuốn này: bò khô, rau răm và xoài thái nhỏ, bánh tráng, tép khô, hành phi, trứng cút và nước sốt me. Bắt tay vào làm thôi các bạn. Chúng ta hãy rải thịt nêu, xoài và rau răm lên bánh tráng. Sau đó thì rải lên một ít hành phi. Nhớ là rải đều nha các bạn. Sau khi cho tép khô, bò khô và trứng cút vào thì chúng ta bắt đầu cuộn lại thôi. Các bạn hãy nhìn này. Wow, bánh siêu to khổng lồ luôn. Giờ thì cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Nào, xin mời các bạn trẻ. Thơm ghê gớm. Thế nào, thế nào, thế nào? Ngon quá đi. Ngon. Quá ngon luôn. À, à, anh ơi, em đau cái nách quá. Đau, đau, đau. Sao lại đau nách? Vì ngon nhất cái nách luôn. Tuyệt vời, ông mặt trời. Vẫn tán bà chị em đấy à? Ừ, đúng rồi. Mày giúp anh đi, chắc chắn chỉ có mày mới giúp được thôi. Để em xem đã. Ôi trời ơi, xem thế này được chưa? Nhưng mà muốn thì vẫn có cách. Nếu thành công thì mày muốn gì anh cũng chịu. Anh dạy yên tâm, thuyền này cứ để em đẩy. Hứa rồi đấy nhá, cứ chờ tin em. Yeah, thế là có cơ hội rồi. Vậy là mình sắp có người yêu rồi. Đúng là phim của Bành Bành TV hay hết nước danh. Yahoo. Chị, uống tà tưa đi nè. Úp, mày có lòng thì chị có dạ. Anh Hoàng mua cho chị đấy. Nó vừa nói cái gì cơ? Trả. Anh Hoàng anh ấy bảo ai uống là làm người yêu anh ấy đấy. Nè, tao có uống đâu. Nhưng vừa nãy chị nuốt hết rồi. Tưởng gì? Gì nữa vậy? Tao vẫn còn món tủ của tao nha. Ủa, gì vậy? Đúng là đã cái nư luôn. Ngon thế nha. Không được, phải tỉnh táo. Chị, đợi em với. Ôi dồi ôi, đâu rồi cơ chứ? Rõ ràng là hẹn ở đây rồi mà không thấy đâu là sao? Ơ, Trang, tặng cậu đi. Mình đã quy tiên đâu mà tặng cúc vàng với chả cúc trắng chứ. Cậu nhận đi. Chị mau nhận đi còn gì nữa. Người ta tặng mày hay tặng tao? Cậu
làm bạn gái tớ nhé. Chúc mừng Chinh có người yêu nha. Ui, ông anh tôi lại xong rồi. Anh tự giải quyết đi nha. Trang Hoàng, cậu đi đâu đó? Cảm ơn cậu đã đến bên mình. Kìa, cậu đừng có ngại. Lần nào cũng lệ mề. Cái thằng kia nhanh cái chân lên còn đi về. Ồ, chị ơi, mặt chị dính cái gì thế này? Đây, ở đây nữa này. Đấy, chị xem kỹ đi. Ui, bận thế. Đúng là không ai có thể thông minh hơn mình. A few minutes later. Sao hôm nay lại xui thế nhỉ? Nặng thế. Mệt quá đi mơ. Cô lên, cô lên. Đã bảo là đồng ý anh Hoàng đi không chịu cơ. Xuống để xe giúp chị nhanh lên. Nhanh lên. Thời khắc then chốt này mà còn ở đâu nữa chứ. Dừng, dừng lại. Trang, lên xe tớ này. Em trai, anh đi nha. Ơ kìa, còn em. Trời em ơi, đừng bỏ em lại mà. Nè, đúng là nghiệp quần mình mà. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nha. Chuyện nhỏ thôi mà. À, tớ có món quà này tặng cậu này. Là gà. Chắc là món gà mình yêu thích đây rồi. Ôi, cái vị chua chua ngọt ngọt mang mát. Đã thế lại còn giòn sừng sực. Trang, Trang. Mình xin lỗi, mình mãi nghỉ xíu. Tớ biết cậu thích ăn gà nhất. Trả cậu, không cần. Trang, cậu sao vậy? Chẳng nhẽ gà có vấn đề gì à? Ôi anh trai. Ui, anh ơi là anh. Người ta thích ăn chân gà xả tắc. Sai, quá sai rồi anh trai ạ. Hóa ra là tặng nhầm á. Anh trai có biết chị em thích chân gà như nào không? Hay, diễn hay quá đi mất. Mình thèm chân gà quá đi. Cái chân gà này vừa to vừa béo này. À, đau quá. Cứ nghĩ đến là lại sợ. Anh, em có cách này này, anh cứ làm như em nói, chắc chắn sẽ thành công. Hảo huynh đệ, ý kiến hay. Ăn đã đây. Cuối cùng thì mình cũng mua được món yêu thích của mình rồi. Người đang cầm cái gì đấy? Có ngon không? Không, không ngon đâu. Đừng hòng nói dối ta. Đưa đây. À, cướp. Có chuyện gì vậy Trang? Hắn cướp hộp chân gà của ta. Này, hiếp, tao lấy về rồi đây, hoàn thành nhiệm vụ nha. Làm tốt lắm. Mở ra ăn đi nào. Wow, vừa được việc vừa được ăn chân gà free. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đã cái nương luôn mày nhỉ. Này, hai đứa ăn, chừa phần anh ăn với chứ. Đúng là hết nước chấm. Hoàng ơi, cậu ở đâu? Tôi chết rồi, mau trốn đi. Hoàng ơi. Nằm xuống, mau lên. Hoàng. Bên kia, dừng tay lại. Hoàng, Hoàng. Cậu có sao không? Chết cha, phải nuốt hết đống chân gà này mới được. Cậu còn ổn chứ? Cậu đừng lo, tớ không sao. Hoàng, cậu làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Hoàng, có ai không? Cứu với, có ai không? Tranh thủ xử lý sạch đống chân gà này mới được. Có ai không? Cứu bạn cháu với. Yeah, chỗ này là của riêng tao với mày. Đi. Ngày hôm sau. Chị mau vào đây. Hôm nay mình cùng làm món chân gà xả tắc mà cậu thích nhé. Em đã cố gắng ngăn rồi mà anh Hoàng nhất quyết bảo làm mới thôi. Ờ, thôi, mình cùng làm nhé. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là chân gà rút xương. Tớ đã rửa sạch sẽ và luộc sẵn rồi này. Ờ, vậy à. Chân gà mình luộc xong rồi. Tiếp theo mình sẽ pha nước sốt để ngâm gà. Ây da, đau quá. Cậu hướng dẫn đi để tớ làm cho. Đầu tiên mình sẽ cho 3 phần nước mắm, 2 phần giấm nữa,
và một phần đường nha. Đã xong, bây giờ thì đặt lên bếp đun lên đúng không? Không, mình sẽ phải cho thêm nước vào nữa nhé. Giờ thì đặt lên bếp đun đến khi nào tan hết ra là được. À, sao rồi? Trong lúc mà chờ nước nguội thì mình sẽ chế biến phần chân gà nhé. Chúng ta sẽ đổ hết chân gà vào một cái bát to. Giờ thì mình sẽ thái đôi quất và thái tất cả gia vị nha. Ta hiểu rồi. Nhớ là cắt đôi quất chị nha. Sả thì nhớ thái mỏng ra nha. Cho tất cả gia vị vào rồi trộn đều lên đúng không anh? Bắt đầu đã thấy mùi thơm rồi đó. Cuối cùng mình đổ nước sốt đã làm trước đó vào đây. Giờ thì chỉ cần đậy kín rồi bỏ vào tủ lạnh, tối thiểu 5 tiếng là ăn được rồi. 5 tiếng sau. Wow, nhìn ngon quá. Ăn thôi. Hết nước chấm. Giờ em hiểu sao chị lại thích món này rồi. Mình cũng muốn ăn mà. Thôi, cứ ăn trước đã. Sao tay cậu ấy lại bình thường rồi vậy? Tay cậu à, đau quá. Hai người dám lừa tôi đúng không? Em không ăn nữa đâu. Tôi có việc, đi trước đây. Hai người đứng lại cho tôi.